Và xin mời phần giao lưu Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, đến từ 100 chị em phường Cộng Hòa. Tiếp theo các tiết mục của phường Hoàng Tiến và Sao Đỏ chuẩn bị. Và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nổ một tràng tay thật lớn để cùng chào đón phần giao lưu của phường Cộng Hòa. Việt Nam.
đây đó là phần trình diễn của 100 chị em đại diện cho toàn thể Hội Phụ Nữ Phường Cộng Hòa. Xin được cảm ơn 100 chị em đến từ Phường Cộng Hòa. Và hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng ạ. À.